muốn biết á thì nhớ đồng hành với Thảo nha. Này kinh doanh gì vậy? Kinh doanh bất động sản. Trời nắng mà đi một cặp dễ sợ luôn. Đi vòng vòng trước đi, một lát mình chỉ dạo kỹ hơn. Ai có Hậu, có chị Ngân, chị Ngân với lại Thảo thì tới Sài Gòn rồi cả nhà. Đang vô ăn sáng một lát á, mình sẽ Bình Tây, Thảo đang ở chợ Bình Tân, rớt cái máy rồi. Bình Tây. À Bình Tây, được. Xong rồi mình một lát ăn sáng xong á, mình sẽ qua bên vòng vòng đây nè, mình dạo một xíu rồi mình mua một ít nguyên liệu về. Chắc hàng cũng gần về luôn rồi. Đúng rồi, hàng mình về là hàng cũng vừa về luôn rồi. Rồi mình cũng có nhiều cô chú đặt hàng lắm á. Nên là mình về chút nữa. Còn đây. Ủa? Này kinh doanh gì vậy? Kinh doanh bất động sản. Mời cả nhà ăn nha. Mời tất cả mọi người ăn. Chị Ngân dễ thương lắm luôn á. Mời cả nhà ăn. Hậu nè. À, xin mời cả nhà ăn sáng cùng gia đình mình. Gia đình. Tôi muốn vào nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Quán chị tên gì chị hả? À chị Thì. Quán chị Thì. Quán chị Thì. Ngay chợ Bình Tây luôn, đi vô là thấy luôn. Xấu. Bữa nay gặp trúng cô nhiệt tình quá à. Cô dẫn đường đi luôn. Tao con gái lực điền tao xào rồi. Trời ơi, chị mày cũng lực điền lắm á. Cô đó đi, cô đi nhanh nó vậy. Đi theo cô không nổi luôn. Lưu ý, chúng tôi sinh ra rằng trong 60 con cờ thì chúng ta sẽ có các con cờ như là 31. Thì chúng em thường kêu ra 31, 31 hoặc là 41, 41 để tránh tình trạng là quý vị đặt nhầm con số 31 với lại con số 34 hay là 41 với lại 44, đúng không Tâm Thảo? Đúng rồi. Rồi ví dụ như bác chị. Rồi quý vị ơi, với một loại cờ lô tô đầu tiên 20.000 đồng một tờ vé, quý vị có cơ quan nhận về cho mình đó chính là một tấm voucher mua hàng tại đầm Sen Square trị giá 1 triệu đồng. Vòng loại đầu tiên này, quý vị khán giả mình ai sẽ là may mắn, ai sẽ là chủ nhân may mắn vòng loại đầu tiên 20.000 đồng lọt vé. Quý vị khán giả mình đã lọt vé và được tập trung sẽ chuẩn bị. Giờ số cầu chúc đi. Ngày hôm qua thì Thảo có đi Sài Gòn về cả nhà. Do nhiều khi mình đi chợ á, mình đi vòng á nên là cũng không có quay được cái gì nhiều hết á. Nên là Thảo quyết định là về nhà rồi mình quay một đoạn cho cả nhà mình xem luôn nha. Cái phần này nè là cái phần hộp giấy. Thảo có đóng mấy cái lọ thủy tinh ở trong thùng á, không biết là trong khi mà vận chuyển á nó có bị hao hụt cái gì không nữa. Đây. Lúc mà đi qua chợ á, mình đi mấy vòng chợ luôn nhưng mà tìm không có cái hộp giấy này nha. Nhưng mà mình đi ra ngoài chợ gặp đúng một cô chỉ ra ở ngoài á, thì tìm đúng một tiệm thôi là có đầy đủ hết luôn. Nên là mừng về sớm á. Cái hộp giấy này nè. Bên đây cái hộp giấy to á. Nó nặng quá. Cái hộp giấy này nó nhỏ hơn và như vậy thôi. Nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh hơn. Còn cái hộp này nó to quá. Nếu mà cái hộp này vẫn sử dụng được nha, nhưng mà Thảo sẽ dùng đóng những cái tinh dầu khuếch tán to hoặc là
Nếu mà cô chú anh chị nào mà đặt số lượng nhiều á thì Thảo sẽ gói cái hộp lớn. Còn cái hộp nhỏ này nè thì dùng để đựng những cái hộp mà một chai, hai chai rồi á thì nó sẽ dễ thương hơn. Hay còn đây là keo. Tính ra mình tìm nhanh ghê vậy sợ. Mình phải biết đúng chỗ nha, gặp đúng người, họ chỉ đúng chỗ thì mình mới mua nhanh được. Trời nắng mà đi một cọc dễ sợ luôn. Còn ở trong đây là đồ thủy tinh, không biết là nó có bị bể cái gì không á. Sợ quá à. Tại xe đi nó dài nhiều á. Mở sai chiều nữa rồi. Hình như không bể thế nào đâu. Đúng luôn, không bể cái nào hết trơn. Rồi, ở trong đây nữa. Rồi. Hết nhiều đây nè. Còn cái này nữa. Lúc mà đi xe về á, một mình Thảo là ôm nguyên cái thùng này, ôm một vai đây. Còn cái này ôm một đây. Wow. Mình cảm thấy nó nặng rồi, mình ôm được thay dễ sợ luôn. Thảo có mua một ít trà trà hoa cho cả nhà mình đó. Có thể là uống giảm cân mẹ, uống cho mát người nữa. Nên là những cái đơn hàng đầu tiên á, sao ra mình chốt luôn nha. Tầm khoảng 10 đơn hàng đầu tiên Thảo sẽ tặng trà hoa cho cả nhà mình nha. Nếu mà cả nhà yêu thích Thảo thì nhớ đặt hàng nhanh nhanh, sẽ có quà. Yên tâm đi, nếu mà Thảo sẽ đưa ra những ưu đãi nhiều nhất cho cả nhà mình luôn á. Nói chung thì bây giờ thì hàng hóa của Thảo về nó cũng nhiều rồi, đủ hết rồi đó. Nếu mà được á thì tầm vài bữa nữa Thảo sẽ đi đơn đầu tiên cho cả nhà mình rồi. Còn mấy hôm trước á, lúc mà Thảo quay, Thảo nói là lúc đó là hàng nó chưa về đầy đủ nên là Thảo cũng không có dám nhận đơn nhiều. Bữa nay thì đầy đủ hết rồi, chuẩn bị là xuất đơn đầu tiên rồi á cả nhà. Trước phòng có mấy ông chị dễ thương vậy. Trước phòng Thảo cho mấy cây chanh á. Cái là thấy dễ thương hả? Đây đi qua. Thảo mở, hồi nãy Thảo mới đóng cửa lại thôi. Mở cửa ra là chim nó hót dễ thương lắm. Kê e tay là cứ vô phòng là ngủ à. Lúc mà hàng chưa về là hai chị em chưa có tính tới cái chuyện hàng hóa gì đâu, là nghĩ tới cái việc quà tặng như thế nào rồi đó. Nghĩ là nên tặng cái nhà là tặng cái gì ta, đấy là chưa có nghĩ gì hết mà đây để tôi đi tặng lần trước đầu tiên rồi đó. Nên Thảo thì dạ. Lúc trước em hay mùi bị vậy á. Mùi nhai ngon lắm. Thử trước đi. Mình thử là cái thơm vậy. Anh thấy cái mùi nhai này rất là thơm. Lại thường trong trà sẽ có luôn. Đây, ở trong một cái hộp nó sẽ tặng một bị như vậy nha. Nếu mà bị trà thì nó sẽ như vậy. Đây là tặng cho cả nhà mình vui thôi. Như tấm lòng của Thảo. Thì gọi đi rồi đi. Còn cái này thì ba nụ.
này về mình ngâm với nước sôi để chế chế trà thôi đúng không? Mình ngâm với nước sôi cho nó nở ra, uống mát. Nói chung một phần này tầm khoảng một ấm là nhiều. Ấm nhỏ nhỏ. Hay là táo ha. Cũng được. Chị có đập cái cây sắt cán là biết. Dạ hả? Ừ. Chị đập cái nào mà đầy đủ hết rồi đó. Ừ. Còn thiếu mỗi logo thôi. Còn thiếu logo nữa là đi đơn. Kéo rồi. Nhìn dễ thương ha. Xinh lắm à. Xinh ghê vậy. Bé đó chị. Cũng lúc đầu là cũng tính ở nhà là mình sẽ đi vô chợ mình quay. Nhưng mà khi mà ăn sáng xong, lúc mà đi mua vòng á, đi nó mệt, nó đuối. Đuối lắm luôn đấy. Tại chợ nó cũng rộng quá à. Mình không nghĩ là nó rộng tới như vậy luôn. Nếu mà mình biết chỗ sẵn á. Dạ. Mình tới luôn đó mình quay rồi mình mua luôn thì nó đỡ mệt hơn. Nó sẽ đỡ mệt hơn. Còn ngày mà mình không biết chỗ nên là mình đi tìm vòng. Mình phải đi 3-4 vòng luôn á. Mà cái chợ mình đúng rộng. Nếu mà ra Sài Gòn thì nói ra sẽ biết. Mà trong khi mình tìm đúng chỗ mà trong đó có đầy đủ hết luôn à. Mà không cần đi đâu hết. Đuối lắm, mới sáng sớm à. Xe gần lúc qua tầm khoảng 4 giờ á. Là xuống xe đúng không? Cái Thảo nó xuống phòng khách á. Phòng khách của nhà xe nó nằm ngủ chết vậy á. Nó mệt á, nó nằm ngủ kia thấy em ngủ cho nên chị cũng không dám ngủ. Chị đó thì chị ngồi dậy thức. Chị thức tầm khoảng 6 giờ xong chị kêu em dậy rồi đi xe buýt để tới chỗ em. Tại nhiều khi đi xe á nó bị dằn á. Đi nó không có ngủ không ngon. Mình cảm thấy ngủ không ngon, lúc đó là thật cũng có ngủ nhưng mà ngủ được chắc cũng 1 tiếng, 2 tiếng là đi 8 tiếng ngủ được 1 tiếng, 2 tiếng à. Cái đi xuống xe khách á, ngồi đợi á thì 4 giờ là xuống. Sau đó là ngồi ở chỗ ghế đợi á, ngủ. Ngủ có hồi nào cũng không hay luôn. Cái ngồi bên cạnh chị, cái thấy chị ngồi chơi game mình ngủ. Ngủ xong lấy mở mắt dậy, xong ngủ tiếp 1 chập nữa. Rồi chị có chụp hình em lại. Mà chụp ít là hơn đó, chụp nhiều đó là thì nó chơi lòng cái bông luôn á. Mà trước giờ ở nha Thảo ngồi, Thảo chưa bao giờ mà ngủ ngồi luôn, cảm thấy lần đầu tiên mình ngủ ngồi được luôn á. Cái bóc ký này cũng tâm linh đó lắm á chị. Kiểu nhiều khi bóc ít, nhiều khi bóc nhiều. Tâm linh đây. Nên mà cả nhà nếu mà nhận được cái gói nhiều á là cũng do Thảo bóc á, mà nhận được cái gói ít là cũng do Thảo bóc luôn. Thầy qua đó. Dễ thương ha, nhìn đối xinh xinh. Gắn thêm cái logo của Thảo vô nữa. Nếu mà cả nhà mình thích á, chắc Thảo sẽ nhập cái này về bán luôn đó hả? Nếu mà cả nhà mình thích, nếu mà cảm thấy có nhu cầu. Mà chị nghĩ cái này cũng tốt nè, tốt cho sức khỏe, mát lắm luôn. Giảm cân nữa, cái này cũng giảm cân đó. Nếu mà Thảo mà bán á, chị nghĩ là nên nhập nhiều loại hơn nữa ha. Lúc đầu là hoa nhiều lắm. Nhưng mà Thảo nhập một số ít về mình dùng thử thôi. Nếu mà cả nhà thích loại trà này ấy, thì nhắn tin cho Thảo nha. Tại Thảo lấy một số này về á, cả nhà biết sao không? Thảo lấy số lượng nhiều cũng được thôi, nhưng mà lấy về nhiều lỡ đâu là cả nhà uống, cả nhà cảm thấy nó không có hợp thì sao đúng không? Nên là mình lấy ít thôi. Nếu mà cảm thấy ngon á thì mình nhập tiếp, còn cảm thấy không hợp á thì Thảo sẽ đổi qua chỗ khác. Giờ ai cũng gói hàng hết không? Nghe sầu. Không biết bán được hay không nữa, nhưng mà cũng mong tất cả mọi người ủng hộ cho Bí Thảo để cho Bí Thảo có thu nhập thêm để phát triển kênh của Bí Thảo.
Cái dạo này bé Thảo cũng muốn đi làm riêng á, nhưng mà bé Thảo chưa đủ tuổi để đi làm, cho nên là khó lắm, đi xin việc rất là khó luôn. Mà làm YouTube á thì dạo này kênh nó đang xuống á cả nhà, cho nên là bé Thảo cũng muốn làm gì thêm. Nên là bé Thảo mới kêu tụi Ngân là thôi mình bán cái gì coi thử ổn không đó, để qua cái thời gian này nếu mà bán ổn định ra thì sẽ nhập nhiều thứ về bán hơn nữa ha. Có thể Thảo cũng muốn kinh doanh thêm một số thứ. Lúc đầu mình tính đâu phải là bán tinh dầu này đâu. Đúng rồi. Nhưng mà suy qua nghĩ lại thì mình cảm thấy hai chị em mình thích tinh dầu hơn, nên là cũng muốn thử sức là bán tinh dầu như thế nào. Vài bao hôm nữa chút mấy hả? Mười mấy rồi. Vài bao hôm nữa thôi thì mình cũng có một chuyến đi Đà Lạt á, để thăm cái xưởng sản xuất tinh dầu á cả nhà. Lúc đầu là hiện là ngày 15, nhưng mà xét qua xét lại thì tầm cuối tháng, nên là cũng gần rồi. Thảo đi với chị Ngân lên đó một chuyến để mà thăm thử cái xưởng đó nó như thế nào, quy trình sản xuất nó ra sao. Chứ nếu mà nhập hàng á, thì nhập chỗ nào cũng được hết á, nhưng mà quan trọng là phải nhập cái chỗ nào nó chất lượng một tí. Đừng có ham rẻ mà mình nhập hàng bậy bạ, người ta xài ảnh hưởng rất là nhiều thứ luôn. Nói chung thì mình bỏ tiền nào là của đó thôi. Đúng rồi. Là nhiều khi của rẻ nhưng mà chất lượng không có được tốt. Đúng rồi. Rẻ thì đó, nhưng mà mình xài lâu dài thì nó không có tốt cho sức khỏe mình. Thảo tính ra Thảo tìm tinh dầu này á cũng phải lâu lắm luôn á. Tìm qua tìm lại thì mới được cái xưởng này, với lại có chị Ngân kiểu hỗ trợ nữa, hai chị em tìm qua tìm lại thì mới được cái chỗ này ân nhất thì mới tìm rồi mình mới nhập về. Chứ lúc đầu cái giá dùng thử á, sản phẩm á, nó cũng chát lắm đó. Nhưng mà cả nhà nghĩ nếu mà mình không dùng thử mà mình nhập hàng về á, không được ân nữa thì nó nguy hiểm lắm. Hơn 10 phòng cho ta, 2, 4, 6, 8, 10 là nhớ hả? Ua, còn trà nhiều lắm luôn á nha. Hồi đó chị hay chế cái hoa đậu bếp uống. Thường thường làm nước chanh là mình làm nước bình thường đúng không? Chị làm nước hoa đậu bếp. Nó mát lắm. Chị Nga. Cái mùi nó cũng khác lắm. Để lát ra chế thử một miếng. Trà lại này đưa cho ba em bỏ một tí vài nụ vô cho nó thơm á, uống trà cũng được. Hoa hồng này cũng thơm cái này. Hoa hồng mình dùng để làm bánh được á bé. Dạ hả? Dùng nước nó làm bánh á, cho ra màu xịn á. Mua cái đèn rồi kệ đâu. Kệ đâu mắt. Kệ mắt quá à. Để nào có vú hả? Nào mua kệ sau. Để mua kệ sau. Giờ mình cứ để dưới đắp đỡ đi. Hành nghề trước là rồi chúng ta biết. Cái táo đỏ này thường thường á, em sẽ mua một bị xong rồi để trong phòng á. Cứ chán là ăn 2-3 trái. Ăn giảm cân được á. Em cảm thấy ăn táo đỏ ngủ ngon hơn á. Nên là cứ ngày 2-3 trái là dạo gần đây là hết rồi á. Chứ không thôi là em cũng mua rồi. Rồi, đủ một phần rồi đúng không? Đây, một phần quà dành cho khán giả. Kinh ạ. Chứ mình còn tặng mấy cái tinh dầu 5 ml rồi nữa ha. Ngoài cái này ra thì còn tinh dầu dùng thử thôi cái nhà. Họ sẽ tặng thêm. Không nhiều chỗ họ chỉ tặng 1 ml thôi đúng không? 1 ml, 2 ml, ở đây họ sẽ tặng cho cả nhà mình 5 ml để mà mình dùng thử xem là có ưng hay không. Nếu mà ưng thì cứ quay lại hỏi thì Thảo sẽ tư vấn. Cái bị trà này nếu mà mua một lọ 1 ml thì vẫn tặng, nhưng mà nếu mà khoảng 2 ml á, ơi lộn, kho khoảng 2 chai hoặc là 3 chai trở lên á thì tặng gói này với tặng thêm tinh dầu 10 ml, 5 ml chứ không? Tặng tinh dầu 5 ml
Nói chung thì những đơn hàng đầu tiên á, nếu mà mình mua ít á thì cũng có được quà tặng. Đúng rồi. Mình mua nhiều thì quà tặng sẽ nhiều hơn. Nên là Thảo sẽ ưu ái những khách hàng đầu tiên. Nói chung là mình sẽ chăm sóc khách hàng thật là nhiệt tình nhất có thể. Thôi mình ra mình chế trà uống thử nha. Ra con sư phụ. Thò. Hai khán giả đang ngồi. Tự nhiên coi ta. Thảo dẫn cả nhà ra đây để mà giới thiệu cái cây hoa. Ôi miếng anh ta. Hoa nó lên đúng cao luôn. Cái này là nó chưa nở nha. Đây nè. Nó cái hoa nó từ đây nè. Nhưng mà nó tàn quá rồi. Giờ nó lên trên đây. Hoa nha đam. Hoa lô hội. Ủa, có khi nào mình đụng lát nó mất cái đầu luôn. Cây này là cây nó lớn nên là nó có bông. Không biết là mấy cây này nó có bông. Đây. Cái cây trai này nè, mình nấu canh được luôn á. Mình ăn mì, mình nấu canh được. Nó hơi nhớt nhớt một xíu thôi nhưng mà ăn ngon lắm. Để chân rau muống vậy ạ. Thôi thì bây giờ video thế đã thấy cũng không dài cũng không ngắn nên là đã cảm thấy tới đây là đủ rồi đúng không? Nên là cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi Thảo suốt thời gian qua. Đúng rồi, Thảo thông báo với cả nhà là kênh của Thảo hiện tại là được 77 số rồi. 70 ngàn đúng rồi. Thì 70 ngàn ba. Đúng rồi. 77 ngàn. Phải không? Phải. Kênh của mình mà còn không biết. Ồ, 77 đúng không? Thiệt tình. Mình nhiều khi nó rối lắm luôn á. Thả chờ nó cái bữa mà cũng cảm ơn chú Khương Dừa. Cũng cảm ơn anh hai. Tại vì cái hôm mà Thảo quay chung với chú Khương Dừa với lại anh hai cái ngày đó là sang hôm sau lại là phải hơn 1.000 người đăng ký. Ủa, lúc đó là mình cảm thấy gì vậy trời. Thời tới Ủa, lúc đó thảm mừng lắm nên là cũng cảm ơn chú Hương Dừa, cảm ơn anh hai, cảm ơn khán giả. Hiện tại thì cũng hơn 77.000 rồi. Hơn 77 rồi, cũng gần 72 rồi. Mừng quá lú trời. 77 gần 78 rồi cả nhà. Nên là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu mà cả nhà yêu thích Thảo á thì nhớ ghé qua Thảo mua ủng hộ một chai tinh dầu để mà Thảo kiếm thêm thu nhập nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.